Hôm nay em bán cái bình gốm, nhưng cái bình gốm này nó lạ lắm. Trong cái bình gốm này đó, nó đựng toàn là xu không thôi. Tất cả trong bình gốm này đều là xu. Chứ Kha Vương không có nhét đắt vào trong đó đâu, nên cứ yên tâm. Và để cho nó mang tính chất một cách gọi là nghiêm túc và rõ ràng hơn trong kinh doanh, thì tổng trọng lượng của cái bình gốm và xu này là gần 1 kg 9. Gần 1 kg 9. Thì thôi mà gần 1 kg 9 thì Kha Vương sẽ bỏ thêm đồng xu vào đi ha, riêng ra ngoài thành 2 kg chẵn đi ha, 2 kg chẵn. Thì tổng trọng lượng của sản phẩm này là 2 kg chẵn. Kha Vương chỉ bán với một cái giá rất là hời, chỉ có 1 triệu đồng. Kha Vương bao ship. Anh chị em tưởng tượng 1 kg su là bao nhiêu tiền, anh chị em hiểu rồi. Sao Vương bóng những cái bình vậy? Đó, cả xu cả bình mà chỉ có 1 triệu thôi. Và nếu anh chị em hỏi ở trong đây có bao nhiêu xu Kha Vương, thì nói thiệt lòng với anh chị em chứ, Kha Vương đoán rằng nó trên 600 cái xu. Đó là điều chắc chắn. Trên 600 đồng xu đó là điều chắc chắn 100%. Kha Vương cảm ơn.